Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ nói về một chủ đề mà có lẽ không ít người trong chúng ta đã từng gặp phải nhưng thường hay xem nhẹ. Đó chính là táo bón. Táo bón có thể là một vấn đề tạm thời, nhưng nếu không được chú ý và điều trị kịp thời, nó có thể trở thành mãn tính, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống. Trong video này, mình sẽ bật mí cho các bạn 5 dấu hiệu của bệnh táo bón nhẹ mà bạn không nên bỏ qua. Dấu hiệu đầu tiên đó là đi đại tiện ít hơn bình thường. Dấu hiệu đầu tiên và có lẽ là dấu hiệu rõ ràng nhất của táo bón là việc bạn đi đại tiện ít hơn so với bình thường. Đối với một người trưởng thành khỏe mạnh, tần suất đi đại tiện nên ít nhất là từ 3 lần một tuần. Tuy nhiên, nếu bạn nhận thấy rằng tần suất này đột ngột giảm xuống, đặc biệt là ít hơn 3 lần mỗi tuần, thì đây có thể là dấu hiệu của táo bón. Đi đại tiện ít hơn bình thường là kết quả của việc phân bị giữ lại trong ruột lâu hơn, khiến chúng trở nên khô cứng hơn. Khi phân ở lại trong ruột quá lâu, cơ thể sẽ tiếp tục hấp thụ nước từ phân, dẫn đến việc phân trở nên khô và cứng, khó đào thải ra ngoài. Điều này không chỉ làm tăng nguy cơ bị táo bón, mà còn có thể dẫn đến các biến chứng khác như nứt kẽ hậu môn, trĩ hoặc viêm nhiễm. Khi phát hiện tình trạng này, việc thay đổi chế độ ăn uống bằng cách bổ sung nhiều chất xơ, uống đủ nước và duy trì thói quen vận động đều đặn sẽ giúp cải thiện tình hình. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là nhiều người thường xem nhẹ việc đi đại tiện ít hơn bình thường, đặc biệt là khi họ không cảm thấy đau đớn hay khó chịu ngay lập tức. Điều này dẫn đến việc táo bón có thể kéo dài và trở nên nghiêm trọng hơn. Vì vậy, đừng bỏ qua bất kỳ sự thay đổi nào trong tần suất đi đại tiện của bạn, bởi đây có lẽ là dấu hiệu đầu tiên cho thấy hệ tiêu hóa của bạn đang gặp vấn đề. Dấu hiệu thứ hai là cảm giác không thoải mái sau khi đi đại tiện. Một dấu hiệu khác của táo bón nhẹ mà bạn cần chú ý là cảm giác không thoải mái hoặc cảm giác rằng ruột của bạn chưa được làm sạch hoàn toàn sau khi đi đại tiện. Điều này có nghĩa là mặc dù bạn đã đi vệ sinh nhưng vẫn cảm thấy như còn phân ở trong ruột, dẫn đến cảm giác bức bối và khó chịu kéo dài. Hiện tượng này xảy ra khi phân không được đào thải hoàn toàn khỏi ruột, có thể do phân quá cứng hoặc do nhu động ruột không đủ mạnh để đẩy phân ra ngoài. Khi bạn cảm thấy như còn phân sót lại trong ruột, cơ thể sẽ phản ứng bằng cách tạo ra nhu cầu đi vệ sinh lần nữa, nhưng thường thì lần thứ hai này cũng không mang lại kết quả. Điều này không chỉ gây ra cảm giác khó chịu mà còn ảnh hưởng đến tâm lý, khiến bạn lo lắng và mất tập trung trong công việc hàng ngày. Ngoài ra, việc phải dặn mạnh để đi đại tiện cũng có thể gây tổn thương cho niêm mạc ruột và hậu môn, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý như nứt kẽ hậu môn hay trĩ. Nếu bạn thường xuyên cảm thấy ruột chưa được làm sạch sau khi đi vệ sinh, hãy xem đây là một dấu hiệu rõ ràng của táo bón nhẹ và tìm cách điều chỉnh chế độ ăn uống, tăng cường uống nước và có thể sử dụng các sản phẩm hỗ trợ tiêu hóa để giúp phân được đào thải dễ dàng hơn. Dấu hiệu thứ ba là phân cứng hoặc vón cục. Phân cứng hoặc vón cục là một trong những dấu hiệu điển hình và dễ nhận biết nhất của táo bón nhẹ. Khi phân trở nên khô và cứng, nó thường có dạng vón cục hoặc nhỏ hơn bình thường. Điều này là do phân ở lại trong ruột quá lâu, cơ thể đã hấp thụ hết nước từ phân khiến nó trở nên khô cứng và khó đào thải. Việc đi đại tiện với phân cứng và vón cục không chỉ gây đau đớn và khó khăn mà còn có thể dẫn đến những cái tổn thương nghiêm trọng hơn. Khi phân quá cứng, việc phải dặn mạnh để đẩy phân ra ngoài có thể gây rách niêm mạc hậu môn, dẫn đến hiện tượng nứt hậu môn hoặc thậm chí là chảy máu. Điều này không chỉ gây ra cảm giác đau rát mà còn làm tăng nguy cơ viêm nhiễm, nhiễm trùng tại vùng hậu môn. Ngoài ra, phân cứng và vón cục cũng có thể gây ra hiện tượng tắc nghẽn ruột, đặc biệt là ở người cao tuổi. Nếu không được xử lý kịp thời, tình trạng này có thể dẫn đến biến chứng nghiêm trọng, yêu cầu can thiệp y tế. Vì vậy, nếu bạn nhận thấy phân của mình bắt đầu trở nên cứng hoặc có hình dạng bất thường, đây là dấu hiệu rõ ràng cho thấy bạn cần phải chú ý hơn đến chế độ ăn uống, tăng cường bổ sung chất xơ và nước, đồng thời cân nhắc sử dụng các sản phẩm hỗ trợ nhuận tràng. Dấu hiệu tiếp theo là cảm giác đầy hơi, chướng bụng. Một trong những triệu chứng phổ biến khác của táo bón nhẹ là cảm giác đầy hơi, chướng bụng. Khi phân bị tích tụ trong ruột già, không chỉ việc đại tiện trở nên khó khăn, mà nó còn gây ra sự ứ đọng của khí trong hệ tiêu hóa, dẫn đến cảm giác đầy hơi khó chịu. Cảm giác đầy hơi, chướng bụng thường xảy ra do khí bị ứ đọng trong ruột già, nơi phân tích tụ. Khi phân ở lại trong ruột quá lâu, vi khuẩn trong ruột sẽ phân giải các chất hữu cơ tạo ra khí và gây đầy hơi. Điều này không chỉ làm bạn
cảm thấy không thoải mái mà còn có thể gây áp lực lên dạ dày và ruột, làm bạn cảm thấy nặng nề, khó chịu và đôi khi còn gây ra những cơn đau bụng âm ỉ. Ngoài ra, chướng bụng cũng có thể làm giảm cảm giác thèm ăn, ảnh hưởng đến chế độ dinh dưỡng hàng ngày của bạn. Nếu tình trạng này kéo dài, nó có thể dẫn đến suy dinh dưỡng hoặc mất cân bằng dinh dưỡng, làm suy yếu sức khỏe tổng thể của bạn. Để giảm thiểu tình trạng đầy hơi, chướng bụng, bạn nên điều chỉnh lại cái chế độ ăn uống, giảm lượng thực phẩm khó tiêu, ăn chậm và nhai kỹ, đồng thời tăng cường ăn rau xanh và uống đủ nước mỗi ngày. Và dấu hiệu cuối cùng đó là cảm giác mệt mỏi và khó chịu. Táo bón nhẹ không chỉ gây ra những triệu chứng về mặt thể chất mà còn có thể ảnh hưởng đến tâm trạng và tinh thần của bạn. Cảm giác mệt mỏi, khó chịu hoặc giảm năng lượng là những dấu hiệu phổ biến mà nhiều người gặp phải khi bị táo bón, đặc biệt là khi tình trạng này kéo dài. Khi phân không được đào thải kịp thời, các chất độc hại có thể bị tái hấp thu vào máu, gây ra hiện tượng nhiễm độc toàn thân nhẹ. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa mà còn tác động tiêu cực đến trạng thái tinh thần và thể chất của bạn. Bạn có thể cảm thấy mệt mỏi, thiếu năng lượng và khó tập trung vào công việc hàng ngày. Những triệu chứng này có thể khiến bạn cảm thấy khó chịu, mất kiên nhẫn, thậm chí là cáu kỉnh, ảnh hưởng đến các mối quan hệ xung quanh. Ngoài ra, táo bón nhẹ cũng có thể làm giảm khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng từ thức ăn, khiến cơ thể bạn thiếu hụt năng lượng cần thiết để hoạt động. Điều này đặc biệt nguy hiểm đối với người cao tuổi hoặc những người có hệ miễn dịch yếu. Do đó, nếu bạn thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, giảm năng lượng mà không có nguyên nhân rõ ràng, hãy xem xét khả năng bạn đang bị táo bón nhẹ và cần phải thay đổi lối sống ngay lập tức. Tóm lại, táo bón nhẹ là một tình trạng phổ biến nhưng không nên bị xem nhẹ. Những dấu hiệu nhỏ như đi đại tiện ít hơn, cảm giác không thoải mái sau khi đi đại tiện, phân cứng hoặc vón cục, đầy hơi, chướng bụng và cảm giác mệt mỏi đều có thể là những cảnh báo đầu tiên cho thấy hệ tiêu hóa của bạn đang gặp vấn đề. Nhận biết sớm những dấu hiệu này và áp dụng các biện pháp xử lý kịp thời sẽ giúp bạn ngăn ngừa táo bón trở nên nghiêm trọng hơn. Đừng đợi đến khi táo bón trở thành một vấn đề lớn mới bắt đầu quan tâm đến sức khỏe hệ tiêu hóa của mình. Hãy lắng nghe cơ thể và thực hiện những thay đổi cần thiết để duy trì một hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Để giúp bạn giải quyết vấn đề táo bón một cách hiệu quả, mình muốn giới thiệu sản phẩm Insotagon, một giải pháp tối ưu giúp hỗ trợ điều trị táo bón. Insotagon được phát triển từ những thành phần tự nhiên như sorbitol, phos, fibregum, mủ chôm, galactofructose, men vi sinh, bacillus coagulans, bacillus clausi, cùng với các vitamin như vitamin PP, vitamin B5, B1 và B6. Sorbitol giúp làm mềm phân, hút nước vào lòng ruột, giúp phân dễ dàng di chuyển qua ruột già và được đào thải ra ngoài. Phos và fibregum là các loại chất xơ hòa tan từ tự nhiên, giúp tăng cường khối lượng phân, kích thích nhu động ruột và cải thiện quá trình tiêu hóa. Mủ chôm và galactofructose cung cấp thêm chất xơ và hỗ trợ hệ vi sinh đường ruột hoạt động tốt hơn. Các lợi khuẩn dạng bào tử, Bacillus coagulans và Bacillus clausi có trong Insotagon giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột, ngăn ngừa sự phát triển của các vi khuẩn có hại, đồng thời hỗ trợ tiêu hóa và tăng cường sức khỏe đường ruột. Các vitamin như vitamin PP, vitamin B5, B1 và B6 giúp cung cấp dưỡng chất cần thiết cho quá trình trao đổi chất và điều hòa enzyme tiêu hóa, làm giảm cảm giác chán ăn ở những người bị táo bón. Insotagon không chỉ giúp làm mềm phân và kích thích nhu động ruột mà còn cân bằng hệ vi sinh đường ruột, giúp cải thiện tình trạng táo bón một cách nhanh chóng và an toàn. Đặc biệt, sản phẩm này hoàn toàn tự nhiên, không gây tác dụng phụ nên bạn có thể yên tâm sử dụng hàng ngày. Nếu bạn đang gặp phải tình trạng táo bón kéo dài hoặc thường xuyên có các dấu hiệu của táo bón nhẹ, hãy thử sử dụng Insotagon để cảm nhận sự thay đổi. Sản phẩm thì có dạng gói bột, dễ dàng sử dụng, chỉ cần pha gói bột với nước đun sôi để nguội và uống hàng ngày. Đây là một giải pháp đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả, giúp bạn nhanh chóng cải thiện chất lượng cuộc sống và duy trì một hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc nào về việc điều trị táo bón hay sản phẩm Insotagon, đừng ngần ngại để lại thông tin bên dưới phần bình luận hoặc là gọi ngay qua số hotline phía trên màn hình để được hỗ trợ và tư vấn thêm trong thời gian sớm nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.